của hay quá nhờ. Xét trước thì Huy thắng 25-19, nhưng mà xét này các vận động viên đang phô diễn kỹ thuật hơi non. Vận động viên rất tốt, chạy rất nhanh rồi, không còn rồi. Có bật được không? Người đang bị dẫn mất 5 điểm rồi. Cao rồi. Tiếc thế nhờ. Tân Nam số 1 của top chiến dịch support. Cũng là top phong trào bây giờ. Thay vực rất là trẻ. Quá hay. Em chụp một set thôi. Công Huy đã bị dẫn 14 nha mọi người. Nhưng mà bây giờ bắt đầu gỡ được mấy điểm. Bình Dương là tưởng ai giờ mới để ý. Cầu rất tự tin. Nếu ở nội dung đơn nam hình như vào top 8 là sẽ được thiện tướng nhanh. Cũng như là những cú đập cũng sẽ không để bằng những tay vợt cao to được. Huy nó bảo vào đánh với Tiến Minh, không vào đánh thì không phải là mình nữa. Đập cầu quá nhanh. Huy bây giờ nó cũng kiểu như gọi là bỏ chuyên nghiệp, gần bỏ chuyên nghiệp rồi. Không có chịu thế. Hai vận động viên đều nhấc cầu hai nhịp rất hay. Kéo lưới hay quá. Đẩy hai thế nhở, 17 hoặc là 20-17. Sau điểm này là biết. À không, nhưng mà đánh chắc 25 thì phải. 17 nào. Một pha cạch vợt của Huy. Điểm 28 anh em. Một pha. Đập sợ thế nhờ. 9 giờ trong tầm 11 giờ 12 giờ nghỉ. Đây là trận cầu giao hữu thôi. Rất hay. Thế
Hello bạn, đây là vận động viên Đồng Quang Huy và vận động viên Trịnh Tấn nhá. À, Huy nó thắng anh em ạ. Bảo sao đánh kiểu mấy quả cuối đánh kiểu đấy, thế hóa ra là đang dẫn sâu.